Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Số tháng 6 chúng ta cùng bàn về chủ đề an toàn điện trong mùa khô. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện để vận hành lưới điện thông suốt nhằm cấp điện liên tục cho sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, nhất là thời tiết nắng nóng như hiện nay. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp, hộ dân trong quá trình thi công xây dựng nhà ở và trồng cây nguyên liệu đã xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện trung áp. Lưới điện 22 kV thuộc nhánh rẽ 5 đi qua địa bàn thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn để cấp điện cho trạm biến áp Bình Chánh 5 và khu xử lý chất thải rắn. Nghị định số 14 năm 2014 của Chính phủ tại điều 11 có quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên không, quy định đối với cấp điện áp 22 kV thì khoảng cách dây trần phải tính từ pha bìa ra 2 m. Nhưng tại đây, một số hộ dân đã bất chấp quy định xây nhà và quán ở dưới đường dây điện trung áp. Có hộ còn xây bọc quanh trụ điện, điều này đã cản trở rất lớn đến việc vận hành lưới điện. Nguy hiểm hơn đối với các hộ dân này, nếu sự cố khách quan dây điện đứt rớt xuống mái nhà sẽ phóng điện và sẽ gây thiệt hại trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. Để vận hành lưới điện an toàn và phòng ngừa sự cố đáng tiếc có thể xảy ra đối với các hộ dân sống dưới lưới điện trung áp này, trong thời gian qua, ngành điện và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động nhân dân tháo dỡ nhà và vật kiến trúc dưới đường dây điện. Tuy nhiên các hộ dân vẫn chưa chấp hành. Về cái vi phạm hành lang an toàn lưới điện thì trên khu vực thì hiện nay cũng có rất nhiều còn nhiều trường hợp vi phạm. Người dân, một số hộ dân là họ sẽ xây dựng trang cái hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Thì có nhiều trường hợp là người dân họ xây dựng nhà trong thời gian rất ngắn, mà theo cái tần suất kiểm tra ngành điện thì nhiều lúc là phát hiện là khi phát hiện thì nhà đã hình thành. Những cái trường hợp mà mình phát hiện sớm ấy, thì mình sẽ làm việc với hộ dân trực tiếp để mà tuyên truyền và vận động và yêu cầu hộ dân không xây dựng. Thì một số trường hợp thì người dân sẽ dừng và sẽ chỉnh cái nhà qua được cái vị trí ra ngoài luôn. Về mặt ngành điện thì khi mà phát hiện ra những cái việc mà xây dựng trong hành lang thì ngành điện sẽ có làm biên bản hiện trường và báo cáo đến cái chính quyền địa phương. Và ở đây về mặt xử lý hành chính trong cái việc vi phạm trong lĩnh vực điện thì được quy định ở Nghị định 134 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Và cái việc xử lý về vi phạm an toàn đối với lưới điện thì chi tiết ở điều 15. Và cái cấp chính quyền có quyền xử lý cái này, tức là từ chủ tịch xã, chủ tịch ủy ban nhân xã đến cấp huyện và cấp tỉnh và các thanh tra về của bộ thì được quyền ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực. Tại địa bàn huyện Sơn Tịnh trong thời gian qua cũng có một số đơn vị thi công đã vi phạm đến hành lang an toàn lưới điện. Những nơi đang thi công có lưới điện đi qua, ngành điện đã cắm biển báo nguy hiểm, nhưng các đơn vị thi công chủ quan. Trong quá trình đào mốc, san ủi mặt bằng đã vi phạm đến khoảng cách an toàn, làm đứt dây điện và gây ra sự cố mất điện trên diện rộng. Hiện tại trên địa bàn Sơn Tịnh là rất thi công rất là nhiều những công trình. Các đơn vị ở nơi khác tới, như là V-Ship, rồi khu công nghiệp Tịnh Phong, rồi đường cao tốc, đường quốc lộ 1A, rất là nhiều. Và đặc biệt như ngày hôm qua đó là ở trên đơn vị thi công đường cao tốc cũng đã có thi công ảo, tức là khi không chú ý đến cái vấn đề mà dây, người ta chỉ chú ý tới mặt đất thôi mà không nhìn lên trên. Nhưng khi mà xe dùng xe ben để cẩu đổ đất thì vướng vào đường dây làm gây sự cố cũng của xuất tuyến 474. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang quản lý vận hành trên 2.500 km đường dây trung áp. Phần lớn lưới điện này cách xa khu dân cư. Để đảm bảo vận hành lưới điện này được an toàn, thông suốt, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thường xuyên chỉ đạo cho các điện lực trực thuộc thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời để xử lý. Chính quyền địa phương, mà nhất là chính quyền xã, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Vì đây là cấp hành chính trực tiếp tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết. Do đó, sự phối hợp tốt của chính quyền địa phương với ngành điện sẽ hạn chế được vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đa số những trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện và xây dựng mới hoặc cơi nới nhà quán. Ngoài ra, một cái khó nữa là đa phần hộ dân ở nông thôn khi xây dựng không xin phép xây dựng, nên việc ngăn ngừa vi phạm ngay từ đầu là rất khó. Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, trong những năm qua, chính quyền địa phương phối hợp tích cực với ngành điện trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân xây dựng nhà vi phạm hành lang lưới điện.
Rút kinh nghiệm những năm vừa rồi, chúng tôi có những cái một vài trường hợp mà nó vi phạm cái việc xây dựng nhà cửa ở dưới hành lang. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã từng tập cơ quan dân, chúng tôi đã có những cái ý kiến, có chỉ đạo cho đối với các đồng chí địa công bộ địa chính mà trực tiếp là thực hiện cái nhiệm vụ mà làm có cái thủ tục bước thủ tục để cấp phép xây dựng cho nhân dân. Thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo chặt chẽ hơn để được trong cái quá trình mà kiểm tra thực hiện cái việc xây dựng của dân. Đồng thời thì chúng tôi đã có những cái định hướng là thông báo cho các đồng chí xóm trưởng, một số cán bộ đảng viên ở từng khu dân cư khi phát hiện cái việc này chúng ta cần kịp thời báo cáo cho quân dân. Nhờ có sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền địa phương nên trong những năm qua lưới điện được vận hành an toàn và ít xảy ra sự cố. Nhưng trước tình trạng người dân trồng cây nguyên liệu ngày càng nhiều, chủ yếu là cây keo, về khoảng cách dưới đất thì đảm bảo an toàn. Khi cây lớn, nhánh của cây vươn ra sát dây điện trên không. Hơn nữa, đây là loại cây dễ ngã khi có gió bão, nên nguy cơ cây đập vào đường dây gây mất điện rất dễ xảy ra. Thì trong nhiều năm qua thì cái việc an toàn điện thì ở địa phương chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân, thứ nhất là không được trồng cây nguyên liệu, đặc biệt là cây keo trong hành lang an toàn điện. Tuy nhiên vì cây keo nó quá khô, do vậy người ta trồng ngoài hành lang, nhưng mà khi mùa mưa có gió bão thì cành keo vẫn có thể đổ vào đường dây. Thì chúng tôi vẫn kết hợp với ngành điện là vận động nhân dân không nên trồng những cây quá khô ảnh hưởng đến đường dây điện. Thứ hai nữa là đặc biệt là cây keo, và khi thu hoạch keo thì cũng nhắc người ta là không nên đốt thực bì để nó ảnh hưởng đến đường dây. Qua thực tế cho thấy, nơi nào có sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương trong việc vận động tuyên truyền nhân dân thì nơi đó lưới điện được vận hành an toàn. Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là nhằm giúp ngành điện vận hành lưới điện được thông suốt, đảm bảo cấp điện liên tục cho nhân dân và đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân sống gần hệ thống điện đi qua. Trong mùa khô, nhu cầu sử dụng điện của người dân luôn tăng cao hơn mức bình thường, nhất là mua sắm thêm các thiết bị làm mát để hạn chế việc chập cháy do quá tải đường dây gây ra. Trong chương mục hôm nay, kỹ sư Lê Văn Danh, trưởng phòng kỹ thuật và an toàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tư vấn cách sử dụng các thiết bị làm mát cũng như cảnh báo thêm những nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng điện trong mùa khô này. Với cái tình hình mà thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cái việc mà sử dụng điện ở các hộ gia đình cũng như là các cơ quan thì nó tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro. Thì một khi mà chúng ta tăng cường những cái thiết bị điện để giải nhiệt cho mùa nắng, ví dụ như là máy điều hòa hay là các cái loại quạt nước chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng một cái lượng công suất rất là lớn. Mặc dù thì cái hệ thống điện thì chúng ta không để ý là chúng ta chưa kịp nâng cấp hệ thống dây dẫn theo cái công suất mình sử dụng. Bởi vậy cho nên là nó sẽ dẫn tới những cái nguy cơ về quá tải đường dây, phát nóng và gây chập cháy rất là nguy hiểm. Về cái việc sử dụng máy quạt và máy điều hòa thì trong gia đình thì chúng ta lưu ý rằng những cái máy quạt gió hay là quạt nước thì tuyệt đối chúng ta không có đưa nó vào trên cái chỗ chúng ta nghỉ ngơi, ví dụ chúng ta không đưa nó vào trong cái giường. Những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái rủi ro rất là lớn, ví dụ như là nó bị ngã và nó không quay được phát nóng, hay là nó bị rò điện trực tiếp vào khi mà chúng ta ngủ chẳng hạn. Còn đối với những cái cơ quan về những cái chỗ mà tập trung buôn bán như chợ, siêu thị thì chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống dây dẫn của mình và tránh cái trường hợp mà cao mắc thêm dẫn tới quá tải đường dây, và cái hàng hóa chúng ta sắp xếp cũng theo cái trật tự nhất định để mà khi mà có cái vấn đề nảy sinh thì chúng ta dễ dàng tiếp cận để mà xử lý những cái vị trí mà chậm chạp. Mùa hè thì cũng là cái mùa mà các cái cháu học sinh là được nghỉ hè, cho nên trong các hoạt động vui chơi mùa hè thì thường là các cháu chơi những cái trò chơi như là thả diều hoặc là trèo lên trụ điện bắt tổ chim. Riêng thả diều thì chúng ta hiện nay thì các cháu thả diều thì phụ huynh hết sức là cảnh giác là không có cho các cháu đi thả diều ở những cái chỗ mà gần cái đường dây điện đi ngang qua, tránh cái trường hợp là cái dây diều nó sẽ vướng vào, và những một số cái loại dây như cái chất liệu bây giờ thì có khả năng dẫn điện. Và trong cái trường hợp mà diều nó mắc vào cái đường dây thì chúng ta không được sử dụng bất cứ một cái dụng cụ sào nào để mà khèo ra. Tại vì cái việc mà tiếp cận với cái đường dây trung thế thì chỉ có những cái loại sào của chuyên ngành điện thì mới sử dụng được với nó.
cái việc mà trèo lên trụ điện để mà gỡ diều hoặc là bắt tổ chim thì trước đây cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà nó xảy ra cái tai nạn phóng điện và gây cái hậu quả rất là lớn, nên các bậc phụ huynh lưu ý cho ngành điện thế này. Thông báo ngừng cấp điện. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau. Ngày 13 tháng 6, từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, khu vực mất điện, các xã Nghi Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, Thủy Sơn, huyện Tư Nghĩa, riêng đường Nguyễn Thông, Hoàng Hoa Thám, thành phố Quảng Ngãi, khu công nghiệp Quảng Phú, mất điện 2 lần từ 5 giờ 30 đến 6 giờ và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Từ 7 giờ đến 12 giờ, khu vực mất điện đường Trương Quang Trọng, Nguyễn Bá Loan, một phần đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, khu du lịch Sao Huỳnh, một phần thôn Tấn Lộc, Vĩnh Tuy, xã Phú Châu, huyện Đức Phổ, thôn Đông Lương, Lương Đông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, xã Thanh An, Long Môn, huyện Vĩnh Long. Ngày 14 tháng 6, từ 8 giờ đến 9h30 và từ 13h30 đến 15 giờ, khu vực mất điện toàn bộ xã Bình Thuận, khu vực cảng Dung Quốc, huyện Bình Sơn. Từ 10h30 đến 11h30, khu vực mất điện toàn bộ xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu và một phần xã Bình Tân, huyện Bình Sơn. Từ 8 giờ đến 15 giờ, khu vực mất điện thôn Long Vĩnh, Long Bình, xã Bình Long, trạm xăng dầu Bình Phước, chi nhánh vật liệu nổ công nghiệp Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, thôn Minh Quang, thôn Điền Thủy, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh. Từ 8 giờ đến 11 giờ, khu vực mất điện toàn bộ nhà máy bioethanol, huyện Bình Sơn, một phần xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, xã Long Sơn, huyện Minh Long. Từ 14 giờ đến 16 giờ, khu vực mất điện toàn bộ nhà máy đóng tàu Dung Quốc, huyện Bình Sơn. Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30, khu vực mất điện các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7 giờ đến 17 giờ, khu vực mất điện tổ dân phố 2, 3, 4, thị trấn Đức Phổ, xã Phú Nhân, huyện Đức Phổ, xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Ngày 15 tháng 6, từ 7 giờ đến 15 giờ 30, khu vực mất điện một phần các thôn Điện An 1, Điện An 2, Vạn An 1, La Hà 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Ngày 16 tháng 6, từ 7 giờ đến 15 giờ 30, khu vực mất điện một phần các thôn La Hà 1, An Hà 3, La Hà 2, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Ngày 17 tháng 6, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, khu vực mất điện một phần tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Vệ, các thôn Đông Mỹ, Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hiệp, riêng các xã Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp, thị trấn Sông Vệ, thôn Trà Bộ, Gò Quýt, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa mất điện 2 lần từ 7 giờ 30 đến 8 giờ và từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. Từ 7 giờ đến 15 giờ 30 khu vực mất điện các thôn Điền Long, An Hà Ba, Lai Châu, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Ngày 18 tháng 6 từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 khu vực mất điện nhà máy gạch Duyên An, Phú Điền, các thôn An Hòa Nam, An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Từ 7 giờ đến 15 giờ 30 khu vực mất điện một phần thôn An Hà, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Ngày 19 tháng 6 từ 7 giờ đến 15 giờ 30 khu vực mất điện một phần các thôn An Đại, Năng Tây, xã Nghĩa Phương, một phần khu dân cư tổ 3, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, thôn Phước Hòa, Phước Lộc, Phước Thuận, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 khu vực mất điện toàn bộ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn. Nếu cần biết thêm chi tiết, quý vị và các bạn có thể gọi đến phòng điều độ Công ty Điện lực Quảng Ngãi, điện thoại 055-3710-635, 055-3822-635, website bcquangngai.cbc.vn. Chung mục sử dụng điện an toàn và hiệu quả số tháng 6 năm 2015 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.